Mà tôi cũng thấy cô mất dạy thật đấy. Mất cái gì mà mất dạy? Tôi làm cái gì mà ông bảo mất dạy? Con này mày điên à? Ta đang đàn bà như thế này, tự dưng mày chuyển sang đàn ông. Tao hỏi mày nhá, thì từ đàn ông chuyển sang đàn bà thì dễ rồi, từ đàn bà chuyển sang đàn ông lấy cái gì để mà lắp nó vào chỗ đấy? Ô mày, bây giờ nhá, mà gọi là đàn ông chuyển giới sang thành đàn bà thì đơn giản đúng không? Ừ. Nhưng bây giờ mà đàn bà chuyển giới sang thành đàn ông thì cái loại Ngô có làm ăn được gì không? Có làm ăn được gì không? Ừ. Gì đấy? Ừ. Có anh em nhìn thấy con. Ê, ê. Đây. Hôm nay nào có cái gì ngon mà bơ anh em đấy. Tao còn phải về nấu cơm. Vào nước gì giờ này mới có 8 giờ cơm nước gì giờ này. Mặt trời lên hết cả ngọn cây là 8 giờ hay củ khỉ nữa. Hay thế nhỉ? Đặt xe đây đây xem nào. Đặt máy. Bảo đi. Cái gì thì bảo luôn đi đấy còn. Để đấy em ra em lôi nó vào. Ôi. Ôi trời ơi, trời ơi, tao đổi cho con tao đây, đập phát giờ đấy. Thế tao ăn đâu mà chưa gì mày đã đến. Thế mày xem làm gì? Hả? Đi xem làm gì? Còn rồi nữa. Mẹ bọn này thính thế thì biết được. Nhìn đi bác, nó có hẳn túi to như thế này mà nó dám lướt qua anh em mình. Lướt đâu mà lướt. Người đang vội về cả nấu cơm này. Mày lớn rồi ăn cái đồ trẻ con này mà cười nhỉ? Có ăn thì cho nhau thưởng thức dí lại còn bơ đi. Đây không phải là đồ trẻ con mà là ta đang muốn quay trở về tuổi thơ. Tuổi gì? Người ta đi đổ bỏng về thì còn thỉnh thoảng thằng cu nó khóc còn dỗ nó. Người đi xe đảo gấp cả đống này ăn đồ hết. Mày có đồ ăn cái giờ còn đây hỏi cái gì nữa? Thì xuống đây trao đổi đồ ăn. Đây xuống đây. Nào mắt như cú như cáo này đi thế kia thì còn nhìn thấy. Mày có giấu đằng trời tao vẫn thấy cái túi bỏng to. Cái gì thì cái riêng cái vấn đề ăn uống thì nhanh lắm. Nhìn thấy cái mặt ông là biết là ông héo ăn đào rồi. Háu ăn, người ta gọi là đam mê. Đàn ông thì ăn mà ăn quà như bổ khoét ấy. Nhìn kìa, ăn để dính đầy bột ở lông mồm kìa. Lông gì mà lông? Gọi là dâu. Quên gì lông? Xuống đấy mà lông à? thì nó vẫn là thuộc họ lông. Nó chả biết phân biệt. Chỉ có là lông ngắn hay lông dài. Cô cái liệu đấy. Người ta gọi đấy là tóc. Tóc đâu mà tóc? Tóc à? Tóc về trên đầu chứ mày ngu ấy. Dâu. Thì đã bảo nó cùng họ lông còn gì nữa. Chính xác ở chỗ này người ta gọi là ria. Hả? Ria. Thôi ngồi xuống đây. Đây ta để tao kê hẳn dép sẵn cho mày ngồi này. Gớm dép của đó. Tao mày phải kê đó chắc. Không phải định. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngươi làm như là mày bỏ dép cho tao ngồi ấy. Ngồi đây chơi lâu lâu tí. Gớm có mấy cái bỏng thế mà giữ khư khư rồi cái chết rồi. Giữ đâu để nó khỏi ỉu. Đây chia nhau. Cái gì? Thôi, cô cầm mà ăn thì tôi chán, đắng lắm. Ăn no mẹ từ lúc nào rồi gần đây. Ủa, cái này hay lắm mẹ. Cái ống này to đấy nhỉ, bình thường ống nhỏ cơ. Đây để xem nào. Lắm chuyện ăn mẹ thì đi nó ỉu. Gì đấy? Đồ hòa nhập ba. Nãy giờ ống cái gì đen đen rồi. Đồ để em nhòm xem là mắt bác ở chỗ nào. Đồ chung mấy cái gì đen đen. Sao mắt bác hôm nay nó nghe nó lại lé lé lắc lắc thế nào? Này, tôi đặt cho cô phát. Nó cong thế này thì lé lé cái gì mà cong? Mà này còn vài đòi để ngắm với chả nhòm. Cong giống hình gì đây? Cong này mà tao vẫn nhìn thấy mắt bác ấy thì là cái kiểu gì? Ừ? Mày... Thì mà con lỗ thì vẫn nhìn không thấy. Không phải, nó nhìn mắt bên đây mắt thế này nó phải chả nhìn thấy. Đấy, mắt bên đầu kia vẫn mở mà, gái mắt như thế. Cái này nó cong đấy. Cong giống hình gì, biết không? Giống cái gì hả Huyền? Giống cái điếu cày. Cô này rốt thật đấy. Cái này mà điếu cày cái gì? Này giống cái kèn. Cho gì đây? Gì ạ? Lúc nãy mày soi mắt béo thế nào? Mày bảo là mắt béo là méo là nào? Lé. Lé á? Ôi, lé lé nào? Nhìn trông như hai con ốc bưu vàng bấu ở kia. Này, có tin một cái này mặt không? Thế chứng tỏ cùng một cái ống nhòm. Nhưng mà em nhìn ra mắt của bác nó khác, mà nó nhìn ra mắt bác lại khác. Mà hay nhỉ, lại còn hai con mắt khác nhau, mày nhìn thế nào mà bảo là bác bị lé. Hai cô là kiểu bị lệch pha. Tao nhìn thấy trông như hai con ốc miêu vàng, nó bị dán vào chỗ lông mày. Đây, đầu nào bác vừa mới cắn đấy? Bẻ cắn đâu. Tưởng bác cắn này để em thôi bỏ.
Còn mình sự mà ăn cả cái gậy che dài này. Bác mồm thối lắm mà làm gì như thế. Này, tôi nói cô nhá, cái bỏng này mà ngồi uống rượu trời mưa phùn lại dài là hơi bị tốn rượu. Ngon ấy. Trông cô này ấy, khoái khẩu nhất là món nong lợn. Này. Cái gì? Nhắc đến lòng lợn tôi mới nhớ nhá. Chẳng nghe tôi cho ông một cái bạt giết. Có cái gì phải bình tĩnh chứ. Bình tĩnh gì, cái thằng này mất dạy lắm. Bác. Ơi. Bác làm gì con này à? Làm gì? Cho chẳng thèm. Làm gì mà làm? Đập phát chết giờ không phải gì đâu. Thế sao nó cứ muốn vả bác? Nói đến lòng lợn bố mày điên. Rủ chồng tao đi sang đất. Thế xong chả biết là rủ nhau bảo là để uống rượu cái gì. Thì lặng lão chồng chúng tao nhắn tin về nó hỏi là có gì nhắm không. Thì tao bảo là có lòng lợn. Chả biết lão này giáo dịch cho chồng tao kiểu gì. Mà nó phi xe về mà tao đang tưới rau. Tao đang nhìn ra nhìn thấy phát mà tao đấm tao một phát. Coi như là hóa hết cả mắt không nhìn thấy rơi hết cả cái ô doa luôn. Thế điên đến cả người lên. Mà tôi cũng thấy cô mới dạy thật ấy. Mắt cái gì mà mắt dậy? Tôi làm cái gì mà ông bảo mắt dậy? Đời thua nhà ai? Tôi hỏi cô nhá. Nhắn tin cho chồng mà bảo có long lon thì cô phân biệt ra chữ gì? Cô phân tích cho tôi cái. Thì tôi hỏi rằng là nhá, thằng trai đống có một quả ấy, phải tôi này đấm đạp phát nữa ấy. Thế làm cái gì mà ông đòi đấm mới đạp tôi? Có long lợn thì người ta bảo là có long lợn. Thế bây giờ món khoái khẩu của người chồng người ta để chấm rượu thì người ta chả bảo thế à? Được hẳn ghi chứ, có lòng lợn thì lại tốt. Đây, có lòng lợn. Đập phát giờ không phải nhá. Chả bậy à? Ông vớ vào vẩn, mẹ làm tôi bị đấm oan rồi. Hiểu chưa? Cô nghĩ là đúng không? Mẹ thì... là đấm mình này. Không rồi, nó có giải thích. Nó có không giải thích được rồi cái à gì thì... cơ. Này, cô thấy có phải đúng xúc phạm không? Cái gì? Ông dịch là cái gì nào? Mà ông bảo xúc phạm. Thuốc lào. thuốc lào đây. Đúng là cái đồ đầu óc đen tối. Tại sao ông không nghĩ nhắm rượu là món lòng lợn đi? Tại sao thuốc lào mà nhắm rượu được cả? Thì cứ tưởng là vợ làm câu đểu với chồng luôn là kiểu không thèm tiếp khách ấy. Lại tưởng là chỉ có cái thuốc lào đấy ăn về mà ăn, ý là thế. Mẹ bình thường nó chả có việc gì nó còn đấm cho suốt ngày rồi. Mẹ còn dám mở mồm dối là có thuốc lào mà bảo cho nó nhắm rượu á. Mẹ liệu dối ra tôi có ở nhà được ngủ trên giường không? Mẹ ông người ngoài đã thấy chồng người ta hay đánh người ta rồi lại còn đi làm thế. Nói bà, kiểu gì không biết. Em suốt nó phi bà. Xe về nhà mày biết không? Không nói gì cả. Là một đấm mẹ về. Ta đang đứng đây. Phải ông làm lảng cáo cái này. Gã mẹ xuống đất rồi. Thế á? Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đùa. Mà là chứ. Ông ấy điên là tự nhiên là đấm rồi thế. Rồi chứ. Mất dậy, nó hỏi là mất dậy sao? Mất dậy. Thế làm cái gì mà mất dậy? Thế ra bảo chứ. Cái gì? Hả? Cô dám cho tôi ăn cái ấy à? Mình bảo. Cái ấy là cái gì? Thế ra bảo. Nói không? Không nói được. Không nói được. Thế bảo chứ. Không nói được mà dám đấm người ta. Đây, giơ cái điện thoại ra. Cô xem đi. Cô thử nhìn thế nào. Tôi ngồi với bạn bè, tôi mời nó đến đây uống rượu. Mà tôi hỏi cô có gì nhắm rượu cơ mà cô bảo là có thuốc lào à? Ông ta vừa tức nhá, nghĩ vừa tức buồn cười mẹ. Điền thêm là chỉ tại cái thằng này thôi. Điền không thể nào mà chịu nổi. Thế tôi bảo là, thế ông dịch kiểu gì? Tôi có dịch đâu, thằng béo dịch chứ. Bảo là, thế thằng béo dịch thế nào? Nó bảo là cô cho tôi ăn thuốc lào. Bảo là, mẹ thuốc lào chỉ có hút thôi, bố nào mà nhai nổi mà bảo ăn. Ông biết cái gì không? Đây là, chữ này là có lòng lợn. Thế ông bảo chứ, tại sao không biết không giấu? Thế ông bảo chứ, mẹ vừa mới dùng điện thoại cảm ứng thì làm sao biết giấu nó chỗ nào mà biết. Mua cho người ta chưa kịp dạy người ta làm sao ta biết được. Thế mà làng người ta bị đấm oan mà. Ai bảo dạy cô ấy, còn đổi lỗi lại tao cơ. Đang như phải đổi lỗi cái thằng này chứ. Này. Ai bảo cô biết không có dấu như thế. Dấu gì? Cho nên tôi bị tím mắt ở đây bây giờ ông có chữa được cho tôi không? Lần đầu tiên nó dùng điện thoại cảm ứng. Nhưng mà khổ biết dùng là... Nhưng mà khổ nói nhiều lúc bực là cũng lùng bùng với chồng như thế. Thì... Ông bị điên đấy. Có mà dám hám mồm mà nói mới dậy á, nó đấm rồi. Này, cơm, trước mặt thì vâng, dạ. Đi ra khỏi cửa chắc có cái thuốc lào thôi. Đang mang gì ăn. Điên. Ai mà dám nói thế? Đó rồi nghe thấy nó vạng cho ấy. Này, tôi nói cho ông biết nhá. May là tôi bị đánh quen rồi cho nên là hôm nay tôi phản xạ nhanh. Đúng. Lại còn có quả phản xạ nhanh nữa cơ. Đấy à. Thế sao phản xạ nhanh mà vẫn bị tím mắt là thế nào? Đấy là quả đấy bị bất ngờ cho nên tao không phản xạ kịp. Thế là thế nào? Cái gì?
bình thường người ta toàn hay nháy thôi. Hay nháy? Ờ, thế nhưng mà hôm đấy là phản xạ nhanh mới bị có một phát thôi. Phản xạ nhanh là phát thứ hai, phát nào tao giả vờ ngã xuống đất luôn. Thế là sáng nay không đấm được mất bên đây nữa. Chứng tỏ em hiểu rồi. Bạn đấy là đấm tay phải đúng không? Đây là nháy thứ nhất này. Xong nháy thứ nhất phát là nháy thứ hai là tím hai mắt. Nhưng chứ... đây con này hôm nay nó rất là tỉnh đòn. Mới nháy thì nhất tại, rồi là nó tại, ngã lăn đùng tại rồi. Sao các cụ bảo là văn hôn võ luyện ở chỗ đấy, đánh nhiều khôn ra. bị bất ngờ đấm một phát này, mọi khi là ông ấy sẽ, nếu mà ta không phản xạ thì nó sẽ đấm luôn phát này hiểu không? Thế là đấm phát này thì phát tao ngã mày xuống đất đi. Lời không có phát thứ hai, buồn cười đau vào bụng nữa. Nói đùa. Đúng là cái con này nó dở thật rồi bác ạ. Biết chồng người ta thế rồi lại còn đi bảo người ta là bảo cho chồng ăn thuốc lào với dâu ngô. Sừ mà dậy. Ông mới là thằng mà dậy nhá. Mẹ dịch vớ dịch vẩn, người ta bảo là cho chồng nhắm rượu lòng lợn. Thế mà dám dịch ra là thuốc lào. Ông không muốn đi học à hả? Đang học thì cô giáo bị ốm. Nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại, tất cả cái từ là co long lon thế thì chả đấm à? Bình thường là cái đầu óc của ông đen tối cho nên là ông mới dịch ra thế. Này còn đây chồng người ta đang hỏi nhắm cái gì thì phải nhắm lòng lợn chứ. Đầu thì nó là chả đen. Đã già đâu mà chả đen. Không phải cãi. Bỏ cái tính xấu tính hơn hết đi nhá. Đừng tưởng thấy người ta mà chồng người ta đánh người ta mà thấy hay mà cười. Chẳng qua tôi ăn đấm nó quen rồi là thế thôi. Chứ còn mày, ông mà xúc phạm phải con khỉ xem nào nó có để yên không. Này may đấy là hôm đi chồng cô nhá. Phải tôi vợ tôi như thế này. Này thì này thì cũng chúc luôn. Thế thì viết đi. Mẹ đi về nhìn thấy vợ cơ mà ấy thì còn thấy tận cổ. Cái gì lên tận cổ? Củ nợ. Bưởi. 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 Bác có bưởi à? Ôi dồi ôi, lần đầu tiên nghe đến đàn ông có bưởi. Có sung thôi là tươm lắm rồi, đừng bảo bưởi. Sao lại đang từ trên cao tụt xuống đất thế? Đang to tướng là bưởi mà tự dưng lại tả thành quả sung. Quả sung là tươm rồi. Ông chỉ ngỡ củ lạc thôi. Tôi có sao rồi nói vậy? Chứ không như cái cô này. Sao? Mướp thì bảo là mướp, mướp thì cứ bảo là bưởi, em to lắm. Ai bảo nó to lắm bao giờ đâu? Tôi chỉ bảo là giống quả bưởi thôi chứ. Ừ. Ví quả bưởi nó đẹp đẽ. Mình ví quả mướp. Ví von. Ví von có sự thật thì nó không này như thế. Ông này này, tối qua có ngủ chuồng bò à? Bác điên à? Nhà có không ngủ đi ngủ chuồng bò làm gì? Thì chả chả thế à? Đây này, phát này phát đi bò liếm này, vệt ngược này, cá ngô vẫn còn thì đỉnh đầu này. Sao hôm nay tóc mày hay đấy? Vừa mới đi làm tóc về. Rồi. Kiếp làm tóc về mà sao trông như là bò liếm thật kia. Có cả cắm ngô đỉnh đầu là, làm kiểu Thái Lan. Đây. Đừng bảo tao là mày đi chuyển giới nhá. Cái gì? Mày là thích Thái Lan. Con này. Mắt mũi mày bị làm sao đấy? Người ta ba vòng chuyển như thế này. Đâu xem nào. Cái gì mà chuyển? Xem xem thì bác đứng cho bác trận rồi. Trời ơi mày chẳng biết cái gì à. Ba vòng đấy nó không liên quan đến chuyện chuyển giới à? Bây giờ giới mày là nữ nhưng mà giới tính của mày lại thích đàn ông thì mày đi chuyển giới thôi chứ còn liên quan gì đến chuyện vòng với vèo. Con này mày điên à? Người ta đang đàn bà như thế này tự dưng mày chuyển sang đàn ông. Tao hỏi mày nhá. Ờ thì từ đàn ông chuyển sang đàn bà thì dễ rồi. Từ đàn bà chuyển sang đàn ông thì lấy cái gì để mà lắp nó vào chỗ đấy. Ồ hay. Thế chẳng biết lấy ngô chứ cái gì nữa. Lấy ngô làm gì đấy? Hả? Làm gì đấy? Là loài ngô để thay vào làm đàn ông. À, bây giờ nó đang hỏi là không có cái gì lắp còn gì nữa. Bố khỉ mày... tưởng cái gì hiện đại thế. Ơ Thái Lan chúng ta dùng loại ngô thôi. Được đã. Để yên để ta lục lại mấy cái ảnh của mấy ông mà này mấy cô chuyển sang tại nhở. Nếu mà Thái Lan mà tôi nghĩ vậy mà Thái Lan mà dùng loại ngô thì nước còn không mục à? Cái gì? Loại ngô dính nước nó không mục à? Dính nước nó không mục à? Dính nước nó không mục à? Dính nước. Người to mà ấp bằng quả nho. Nho là nho thế nào? Người ta dùng hẳn loại ngô nhân tạo đấy chứ. Ông nghĩ là cái loại ngô mà trồng ở ngoài đồng đấy á? Đã không chịu tìm hiểu rồi lại còn hay nói lung tung. Hay nói quá. Vâng. Cô thì chắc đi nhiều lắm ấy mà chê tôi. Trả lại không à? Ông mày đi lúc nào đấy? Ui giời. Ngày cứ ở vườn mai tối đi du lịch. Hả? Kinh nhờ. Sang thế nhờ. Sang thế, đi du lịch đêm à? Ôi giời, toàn đi du lịch đêm đây. Nó đi mà anh em mình chả biết cái gì, hóa ra nó đi du lịch đêm. Tao nằm trên giường rồi tao đi làm sao mà biết được. Chứng tỏ có điều kiện là khác ấy.
có điều kiện nó phải khác hẳn, như ngày xưa cục gạch thì bảo không biết gì, bây giờ cứ vuốt 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 cái mà gõ vào đấy này, có du lịch nước nào ta cũng biết hết, nó có khai ở nước nào gõ bằng cái gì, vuốt vuốt cái gì lên Google ấy. Ôi trời ơi, du lịch qua màn ảnh nhỏ à? À đúng rồi. Ôi giời, trời ơi, thời buổi 4.0 ở sao mà kém thế nhỉ? Tưởng là được đi thật, hóa ra là thế thì tao cũng đi được. Thế người ta không đi du lịch vòng quanh thế giới mà người ta biết được nước Thái Lan người ta chuyển giới từ đàn bà sang đàn ông là phải có cái lõi ngô à? Ừ. Cái gì? Cũng đúng bác ạ. Nói có sai không? Quan trọng là cái ở cái đầu óc này. Úi giời, làm người ta bốc phét đấy. Đùa. Tao dùng điện thoại cảm ứng sau mọi người nhá. Thế nhưng mà cái gì tao cũng biết. Cái gì tao thông minh hơn mọi người. Ờ. Thế tao phải thông minh hơn mọi người, tao mới gõ ra chữ để nó trên mạng nó tìm được chứ. Thì nó mới biết được là đàn bà chuyển giới sang đàn ông thì nó phải như thế nào chứ. Thế thông minh thế mà có mỗi một cái việc là viết cho nó thành tiếng Việt cho nó có dấu để chồng đọc cho nó dễ thì không biết được. Lại để nhầm sang thuốc Lào. Cái lúc đấy nó khác. Mày... À lúc ý là chưa khôn, lúc ý chưa hiểu biết. Đúng rồi, chưa đi du lịch nhiều nên chưa biết. Bởi vì ăn tẩn nhiều mới khôn. Không phải thế đâu. Tính mắt nhiều mới khôn ra. Tính mắt đây thường xuyên rồi, không có còn nhớ cơ nên không phải đi bộ. Đây không tự ái đâu mà sợ. À mà này, tôi thì chưa đi ra khỏi nhà. Mà chưa đi ra khỏi nước mình nốt thì tôi không biết. Cô ấy nước ngoài nhiều. Thì tôi hỏi chút. Là bây giờ nhá, mà gọi là đàn ông chuyển giới sang thành đàn bà thì đơn giản đúng không? Ừ. Nhưng bây giờ mà đàn bà chuyển giới sang thành đàn ông thì cái loại ngô có làm ăn được gì không? Có làm ăn được gì không? Bác bị điên à? Sao? Đã xem đến đoạn đấy đâu biết mà trả lời. Ôi ơi. Đoạn này nhất thì không xem. Cút cả hứng. Sao xem nốt đi. Còn chưa có tiền nạp điện thoại. Lấy đâu 4G mà xem được để cái đi đoạn tiếp theo. Chơi cái gì chả thế à? Trời ơi. Muốn đi vòng quanh thế giới thì phải có tiền chứ. Này, từ bấy giờ tất cả câu chuyện có một cái kết hay nhất thì không biết, thì chán nhỉ. Đấy, mỗi cái kết là cái lõi ngô có làm ăn được gì ấy không mà cũng chả biết. Thế thì nói làm gì? Thì đã xem cái kết mà biết được. Biết được thì mới kể chứ. Là mất cả hứng. Bảo cho tiền để nạp 4G và xem kể cho mà nghe cho nó có hào hứng thì lại. Mà lần sau ấy không biết ấy thì còn là phét. Phét đâu mà phét. Bác phải mất lịch sự thế. Đang ngồi đứng thắt dậy phủi gì á. Phét mà người ta biết dùng phụ nữ để dùng lưỡi ngô à? Anh thế.